Sô cô không ba mà không nhé. Tiên chuẩn bị cà lê tròng 27 các bạn. Ra. Tháo được ra, đây quay sát rồi. Khi tháo được ra thì các bạn sẽ thấy bên trong máy này, ta lấy một cái mũi rút M3 bạn vào đây. Kéo nó ra. Đấy. Đây, các bạn chú ý bên trong nhìn này. Bên trong thấy dầu này, soi này, không thấy dầu đâu này. Chứng tỏ là dầu đã cạn gần một nửa này. Khi nhìn thấy đây các bạn đổ dầu này. Đổ hết cái dầu cũ á. Được rồi. Đó, cần lọng. Lấy cái giấy nào nó sạch bên trong. Sau đó ta đổ dầu mới vào. Đây các bạn đổ này. Bơm bao giờ đến con ốc thì thôi, miệng con ốc thì thôi, bóp dứt khoát để đỡ bọt khí. Đây đấy, các bạn nhìn thấy lượng dầu này, các lắp vào lúc này, tháo này ra. Này lau hết đi cho sạch. Có cái tô các bạn kẹp ấy vào các bạn. Đó. Khi cần đổ đầy dầu các bạn con ốc này nha, để nó xả e, lượng khí sẽ thoát ra ở đây. Kệ nó, cái dầu thừa cho nó chạy hết đi, để tầm độ khoảng 2 phút hoặc 1 phút cho nó hết cái bọt nó lên đây. Sau khi nó hết lắp như này, các bạn không nhất thiết phải cao hẳn ra, có thể cao hở ra tầm được khoảng 3-4 vòng ren rồi lắp chặt, lau sạch. Bây giờ tôi sẽ test thử độ rút của nó. Khi cái máy được chuyển đây là nó không rút được. Bây giờ ta thử này. Đầu tiên đưa con ốc vào. Đấy, các bạn thấy rút chưa? Lúc đầu là nó không rút được tí nào. Bây giờ phải rút.
Đấy, như này là máy ok. Rồi, cảm ơn các bạn.